Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Những sự thật thú vị về sao Thủy, hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời. Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời của chúng ta và gần mặt trời nhất. Nó chỉ lớn hơn mặt trăng một chút. Từ bề mặt của sao Thủy, mặt trời sẽ xuất hiện lớn gấp 3 lần so với khi nhìn từ trái đất và ánh sáng mặt trời sẽ sáng hơn gấp 7 lần. Mặc dù ở gần mặt trời, đây không phải là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Danh hiệu đó thuộc về sao Kim, nhờ vào bầu không khí dày đặc của nó. 10 điều cần biết về sao Thủy. Nhỏ nhất, hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời của chúng ta và chỉ lớn hơn mặt trăng của trái đất một chút. Gần nhất, đây là hành tinh gần mặt trời nhất trong khoảng 36 triệu dặm, 58 triệu km hoặc 0,39 AU. Ngày dài, năm ngắn. Một ngày trên sao Thủy bằng 59 ngày trái đất, chu kỳ một ngày đêm trên hành tinh này mất 175,97 ngày trái đất. Hành tinh này tạo ra một quỹ đạo hoàn chỉnh quanh mặt trời chỉ trong 88 ngày trái đất. Bề mặt thô, sao Thủy là một hành tinh đá, còn được gọi là hành tinh đất. Hành tinh có bề mặt rắn, có miệng hố giống như mặt trăng của trái đất. Không thể thở được. Bầu khí quyển mỏng của sao Thủy hoặc ngoại vũ trụ bao gồm chủ yếu là oxy, natri, hydro, helium và kali. Các nguyên tử bị thổi bay ra khỏi bề mặt bởi gió mặt trời và tác động của vi thiên thạch tạo ra ngoại vũ trụ của sao Thủy. Không trăng, sao Thủy không có mặt trăng, không có vành đai, không có vòng bao quanh sao Thủy. Nơi kho sống, không có bằng chứng về sự sống đã được tìm thấy trên hành tinh. Nhiệt độ ban ngày có thể đạt tới 430 độ C và giảm xuống âm 180 độ C vào ban đêm. Đó là cuộc sống không chắc chắn như chúng ta biết có thể tồn tại trên hành tinh này. Mặt trời lớn, đứng trên bề mặt sao Thủy, nơi tiếp cận gần nhất với mặt trời, ngôi sao của chúng ta sẽ xuất hiện lớn hơn gấp 3 lần so với trên trái đất. Hai tàu vũ trụ của Colombo đang trên đường đến sao Thủy. Mariner 10 của NASA là sứ mệnh đầu tiên của khám phá thủy tinh. Messenger của NASA là tàu vũ trụ đầu tiên quay quanh hành tinh này. Kích thước và khoảng cách của sao Thủy với bán kính là 1.516 dặm, 2.440 km, sao Thủy bằng 1/3 chiều rộng trái đất. Từ một khoảng cách trung bình 36 triệu dặm, 58 triệu km, sao Thủy là 0,4 đơn vị thiên văn đi từ mặt trời. Một đơn vị thiên văn, viết tắt là AU, là khoảng cách từ mặt trời đến trái đất. Từ khoảng cách này phải mất 3,2 phút ánh sáng để đi từ mặt trời đến sao Thủy. Quỹ đạo và luân chuyển. Sao Thủy quay chậm chiết trục của nó và hoàn thành một vòng quay cứ sau 59 ngày trái đất. Nhưng khi sao Thủy di chuyển nhanh nhất trên quỹ đạo hình elip quanh mặt trời và gần mặt trời nhất, mỗi vòng quay không đi kèm với mặt trời mọc và mặt trời lặn như trên hầu hết các hành tinh khác. Mặt trời buổi sáng dường như mọc lên nhanh chóng, lặn và mọc lại từ một số phần của bề mặt hành tinh. Điều tương tự xảy ra và ngược lại vào lúc hoàng hôn cho các phần khác của bề mặt. Một ngày mặt trời của sao Thủy, một chu kỳ cả ngày và đêm, bằng 176 ngày trái đất, chỉ hơn 2 năm trên sao Thủy. Trục quay của sao Thủy nghiêng chỉ 2 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh mặt trời. Điều đó có nghĩa là nó quay gần hoàn toàn thẳng đứng so với không trải qua các mùa như nhiều hành tinh khác. Kết cấu sao Thủy. Sao Thủy là hành tinh dày đặc thứ hai sau trái đất. Nó có một lõi bằng kim loại với bán kính khoảng 1.289 dặm, 2.074 km, khoảng 85% của bán kính hành tinh. Có bằng chứng cho thấy nó là một phần nóng chảy hoặc chất lỏng. Lớp vỏ bên ngoài của sao Thủy so sánh với lớp bên ngoài của trái đất chỉ dày khoảng 400 km, 250 dặm. Sự hình thành. Sao Thủy hình thành khoảng 4,5 tỷ năm trước khi trọng lực kéo khí và bụi xoáy lại với nhau tạo thành hành tinh nhỏ gần mặt trời nhất. Giống như các hành tinh khác, sao Thủy có lõi trung tâm, lớp phủ đá và lớp vỏ rắn. Bề mặt sao Thủy. Bề mặt sao Thủy giống như mặt trăng của trái đất, vết lõm và miệng hố do va chạm với thiên thạch và sao chổi. Hầu hết bề mặt của sao Thủy sẽ có màu xám đối với mắt người. Các vệt sáng được gọi là tia miệng núi lửa. Chúng được hình thành khi một tiểu hành tinh hoặc sao chổi va chạm vào bề mặt. Lượng năng lượng khổng lồ được giải phóng trong một vụ như vậy sẽ đào một hố lớn trên mặt đất và cũng nghiền nát một lượng đá khổng lồ ở điểm va chạm. Một số vật liệu bị nghiền nát này được ném ra xa miệng núi lửa và sau đó rơi xuống bề mặt tạo thành các tia. Các hạt mịn của đá nghiền có tính phản xạ cao hơn các mảnh lớn, vì vậy các tia trông sáng hơn. Môi trường không gian, tác động bụi và các hạt gió mặt trời khác làm cho các tia sáng tối dần theo thời gian. Nhiệt độ trên bề mặt cực kỳ khắc nghiệt, cả nóng và lạnh. Vào ban ngày, nhiệt độ trên bề mặt có thể đạt tới 800 độ F, 430 độ C. Do hành tinh không có bầu khí quyển để giữ nhiệt, nhiệt độ ban đêm trên bề mặt có thể giảm xuống âm 290 độ F, âm 180 độ C. Thủy tinh có thể có băng nước ở hai cực Bắc và Nam của nó, bên trong các miệng hố sâu, nhưng chỉ ở những vùng có bóng vĩnh viễn. Ở đó, nó có thể đủ lạnh để đảm bảo nước đá mặc dù nhiệt độ cao trên các khu vực có ánh sáng mặt trời trên hành tinh. Không khí, thay vì một bầu khí quyển, thủy tinh sở hữu một không gian mỏng được tạo thành từ các nguyên tử bị gió và mặt trời thổi bay và các thiên thạch nổi bật. Không gian của sao Thủy bao gồm chủ yếu là oxy, natri, hydro, heli và kali. Từ quyển, từ trường của sao Thủy được bù tương đối so với đường xích đạo của hành tinh. Mặc dù từ trường ở bề mặt chỉ bằng 1% sức mạnh của trái đất, nhưng nó tương tác với từ trường của gió và mặt trời. Vì vậy đôi khi tạo ra những cơn lốc xoáy với từ tính cực mạnh, thổi phễu plasma mặt trời nóng nhanh xuống bề mặt hành tinh. Khi các ion tấn công bề mặt, chúng đánh bật các nguyên tử tích điện trung bình và gửi chúng trên một vỏ lặp trên bầu trời. Tiềm năng cho sự sống. Môi trường của sao Thủy không có lợi cho cuộc sống như chúng ta biết. Nhiệt độ và bức xạ mặt trời đặc trưng cho hành tinh này rất có thể là quá khắc nghiệt để các sinh vật thích nghi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.